Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến nhiều địa điểm liên quan đến F0 ở Thanh Oai. Liên quan đến ca COVID-19 là anh NDT được phát hiện ngày 24 tháng 10, địa chỉ tại khu tập thể tòa án tổ 1 thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, là F1 của bệnh nhân tại Quốc Oai. Huyện Thanh Oai đã phát đi thông báo khẩn. Những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân NDT và người nhà bệnh nhân hoặc đến các địa điểm sau: tòa án huyện Thanh Oai, khu tập thể tòa án tổ 1 thị trấn Kim Bài, hiệu thuốc nhà Hương Thành gần nhà máy bia Kim Bài, chợ thị trấn Kim Bài, siêu thị Vinmart Kim Bài, trạm y tế thị trấn Kim Bài chiều 22 tháng 10. Trung tâm tiêm chủng Gióng Thanh Oai sáng 23 tháng 10 yêu cầu những người đến các địa điểm trên và tiếp xúc với bệnh nhân NDT hoặc người nhà bệnh nhân từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 tự cách ly, hạn chế tiếp xúc và liên hệ với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc trạm y tế Kim Bài, số điện thoại 0936 081 245, trung tâm y tế huyện Thanh Oai, số điện thoại 0916 874 282 để được tư vấn hướng dẫn. Theo báo cáo của Sở Chỉ huy Phòng chống COVID-19 huyện Thanh Oai, đến hết ngày 25 tháng 10, trên địa bàn huyện ghi nhận 6 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch huyện Quốc Oai. Cụ thể, bệnh nhân NDT sinh năm 1974, địa chỉ khu tập thể tòa án tổ 1 thị trấn Kim Bài. Bệnh nhân LTTH sinh năm 1978, địa chỉ khu tập thể tòa án tổ 1 thị trấn Kim Bài. Bệnh nhân NTTN sinh năm 2001, địa chỉ khu tập thể tòa án tổ 1 thị trấn Kim Bài. Bệnh nhân NTTL sinh năm 2008, địa chỉ khu tập thể tòa án tổ 1 thị trấn Kim Bài. Bệnh nhân DXB sinh năm 2020, địa chỉ khu tập thể tòa án tổ 1 thị trấn Kim Bài. Bệnh nhân NTHV sinh năm 2020, địa chỉ Kim Thành, Kim Châu, Kim Thư. Qua điều tra sơ bộ các trường hợp liên quan, đến nay ghi nhận 143 trường hợp, 90 trường hợp F1 và 53 trường hợp liên quan khác tại 10 xã: Kim Bài, Tam Hưng, Phương Trung, Cao Viên, Thanh Văn, Cự Khê, Kim Thư, Hồng Dương, Thanh Mai, Bình Minh và hai đơn vị Tòa án Nhân dân huyện, Công an huyện. Trong đó 23 trường hợp cách ly tại nhà, khu tập thể tòa án và 22 trường hợp cách ly tại trụ sở tòa án huyện. Đến nay 90 trường hợp F1 đều đã có kết quả âm tính.